Nó ngồi đằng trước cái trống ở đằng số 6 dưới. Đã có tham ăn gàm cũng không ăn thì năm nhân 40 tuổi. Sau khi đã trám lại đằng số 6 dưới bằng composite, trong trường hợp nào răng đã chám bằng amalgam thì tốt nhất chúng ta nên chám lại bằng composite, tại vì amalgam thì nó là kim loại và nó có thủy ngân thì nó độc, nên nó sẽ dẫn đến những nhiệt trong môi trường miệng lâu dài thì không có tốt, không có vệ sinh. Còn composite cũng không thẩm mỹ.